Xin được chào các bác cô chú anh chị ạ. Lâu lắm rồi mấy hút thuốc và ngắm cây đêm của bác, làm cây đêm thì khoe các bác cái cây xanh Long Điền này. Mới bắt được khoảng tuần này. Mấy hôm nay nó mưa gió sụt sùi khủng khiếp, thối đất thối cát các bác. Sợ nước lắm rồi, óng hết cả nước. Thì hôm nay có chiều hướng nó khô ráo rồi, có vẻ như là ngày mai sẽ tạnh hơn. Nó vẫn còn mưa nho nhỏ con ngày. Nhưng mà bây giờ buổi tối là thấy nó ráo nước rồi. Đấy thì khoe cái này với các bác. Các bác nhìn thấy không? Tôi nhìn thấy cái này tôi phê đó, tôi không đừng được. Vãi bắt. Mặt nào cũng đẹp. Chưa được cắt nhát nào quá. Vì lúc lấy về là người ta cắt rồi. Tổng thể là một cái cây bệ bãi đẹp, lùn rất là thụ, bệ rộng, thân đầm lùn. Đấy. Cái thứ hai là có thể là nó còn là mới lên chậu được vài năm thôi. Trước đây thì là cô bệ và có thể là nuôi dưới đất lên hoặc là nuôi béo ở dưới đất thì thay chậu thì cô lại và nó còn chưa được nhìn, nó chưa ra rẻ, nó chưa được già lắm, nhưng mà dữ liệu nó quá hay các bạn, quá hay. Những cái sẹo như này là chỉ mỗi cái sẹo hạ cổ không có ảnh hưởng vấn đề, thân vệ rất là lành lặn. Tôi có ý tôi móc cái chỗ này ra một chút nhưng mà không cần. Ở đây thấy nở lôi chắc là sau thích thì móc một cái ở đây cho nó phi dễ ra. Nó nở. Một cái cây thần rộng rãi tròn như cái trống ấy các bác. Rất đầy đặn. Rất thích cái cây này. Nó làm tôi liên tưởng đến cái cây mà của cây xanh quê của anh Hậu bên Chùa Khúc ấy các bác. Tất nhiên cây đấy nó hoàn thiện, nó sạch sẽ, nó trên chậu lâu năm, nhưng mà cây này mà hoàn thiện thì có lẽ là tôi nghĩ là nó còn ghê gớm hơn bác ạ. Với cái độ biến của xanh Nam Điền này. Đây xanh Nam Điền các bác nhá. Độ biến của xanh Nam Điền thì khủng khiếp lắm, mà nhất là cái lực như này. Bây giờ con này mà tôi thay lên một cái chậu khác, chậu Tàu đi, hoặc Đồng Nai đẹp đi, thì nó khác biệt hẳn. Cây này nó cao chắc đến đây chắc hoàn thiện chắc tròn 30 phân, 30 phân vào cái độ rộng của bộ rộng kịch bệ này là 32 đúng không? Nói chung là cây có cái thân cốt tròn đầy tròn, mặt này cũng chỉ tầm khoảng độ 33-35 thôi là hết bệ. Đấy, bệ khá là nặng bởi cái thùng xốp nó đang nhiều đất và nhiều và mưa nó óng nước đó. Mặc dù là không phải là cái phôi già chát chúa nhưng mà dữ liệu nó rất hay, rất thích, tôi rất thích cái này. Tay cút các thứ đóng rất chuẩn. Cắt thì có thể sớm hay muộn thì có thể nuôi lại được, nhưng mà vị trí chốt là rất chuẩn. Đây thứ nhất này các bác nhé, những cái này chỉ là để kéo chỗ này phồng ra hoặc là đều một số cái bông lưu diêu phụ họa đây, chứ không tính vào tay các bác nhé. Cái này cũng chỉ là phụ họa thôi, tí nó sẽ thu ngắn cái chỗ này lại, nuôi cái trục ra đây này. Đấy, chứ cái trục này chỉ để đến đây thôi, lún phún ở đây, chủ yếu nuôi cái trục này ra. Đấy, và sau nuôi một cái mắt mầm ở đây cho nó phồng chỗ này ra thêm một chút nữa. Cơ bản là dữ liệu nó đã rất là đẹp rồi. Ngày xưa bác ấy đục là đã bo rất là khéo rồi. Đục thì không đẹp nhưng mà bo bây giờ nó rất là mũm mĩm, rất là thích rồi. Đấy, thì sau này chỉ xử lý cái cổ này một chút nữa. Nhưng mà sau này nhá, bây giờ thì sau này thật già thì móc ra sướng. Cơ bản là ngon rồi. Xé cái cổ này ra đây, đóng cái ngọn rất chuẩn. Khi kiểu cái ngọn nó to bằng này các bác thì thấy. Cái cổ này nó thoát ra. Cái vai này được phân tách rõ ràng rồi. Đấy, lúc đấy thì thôi rồi, lượm ơi các bác. Cây này mà các bác nhìn thấy là phải bắt ngay các bác. Tất nhiên là giá mức nào thôi, nhưng mà
cảm thấy hợp lý là phải múc ngay các bạn, chần chừ là có người múc đấy. Cái bún quê này có duyên mới múc được đấy các bạn, có duyên mới múc được đấy. Còn giá rổ bao nhiêu thì không quan trọng lắm đâu các bạn, mình thấy hợp lý với mình. Người ta có mua 1 triệu hay là một mấy trăm nghìn sim được thì cũng không quan trọng, quan trọng là mình mua được bao nhiêu và người ta đang bán bao nhiêu đấy thôi nhá. Chứ chần chừ cứ chờ ví dụ cây đắt quá rẻ quá xong người khác mua mất lại tiếc, kiểu nó vậy quá. Thì cái rèn luyện cái bản lĩnh cây như thế cũng không phải là ngày một ngày hai, cũng tùy tính người các bạn. Tất nhiên tôi không phải là người bắt những cái cây rất là giá trị hoặc là đẹp kinh điển, nhưng mà những cái cây dữ liệu tốt mà nó phù hợp với túi tiền của mình là tôi sẵn sàng tới múc đấy, không lăn tăn gì cả. Ok, bây giờ dựng máy để đánh dấu lãnh thổ, cắt cái cành này cái cho nó gọi là có động vào một tí. Sau này sẽ phải, tất nhiên sau này lâu dài nữa cũng đôi năm nữa tôi sẽ làm cái cổ này nó rõ hơn một chút, rõ hơn cái cổ này, rõ hơn đấy, chỗ này làm rõ hơn một chút, quyết vào đây một chút, có thể sẽ móc một chút ở đây ra cho nó phi rễ ở đây ra cho nó nở ở chỗ này thì hoàn hảo. Tay cút đây đóng rất ok rồi, cắt rụt hết cỡ rồi, chờ mầm phun ra rồi. Lấy toàn bộ mầm âm này các bác, đây này. Lấy toàn bộ mầm âm thì sao nó rất là đẹp, kể cả cành này thế, cành này sau lấy mầm này nó đang lồi đây này các bác này, sau lấy mầm này và cắt cái này đi, cắt khấu đến tận đây, nhưng phải to thì nó mới nuôi được cái này, nó kéo ra to, bởi cái vai này đang rất là về thế rồi, nó đóng vai là một cái chi đấy, chi phía sau. Đấy. Bây giờ dựng camera lên tí các bác đi. Đẹp. Cô không biết các bác cảm nhận là tôi rất thích cái này. Cái chỗ này là cảnh nó cũng khá to, dùng cưa nó không bị dập quá, không bị dập. Nhìn đẹp đẽ này muốn thay chậu lắm các bác, nhưng mà thôi cứ trên này đi cho nó biến đi, cật lực đi, cây đẹp thì không quan trọng lắm các bác, chứ thay chậu nhiều bác bắt mất thì thôi. Thay chậu chết đòn nữa, nhìn phê lắm. Đấy. Làm như thế thì không bao giờ nó bị sơ xước các bạn, cứ nhẹ nhàng bình tĩnh. Đấy, được cắt có mỗi tí thế thôi. Mấy này ra đây, cái này là hết rồi, kết thúc rồi. Nuôi cái này ra, chạy ra đến đây, thì to bằng này thì cắt phát đây, thế là bông này chỉ đến đây thôi, rất rụt rịt. Phê đúng không các bác? Ốc sạch sẽ. Sau này sẽ được cắt một nhịp ở đây nữa. Đấy, nhưng mà còn dài dài mới được cắt. Chắc phải quãng ít nhất khoảng là hơn một năm. Nếu mà bây giờ thay chậu thì cũng ok thôi, nhưng mà nó sẽ chậm đi. Tất nhiên mưa này thì phun ra khủng khiếp lắm các bạn. Mưa rồi mà cây cối nó phun dễ ra, kiểu như nó ứ nước nó đọng trong các bạn. Nhiều nước quá nó phun dễ trắng xóa, nó đón nước có hơi nước. Đấy. Nhìn cái chỗ này cái sẹo múc múc xuống
sẽ múc múc đấy, tròn như cái rốn này. Bê cái này nuôi to nữa còn bê khỏe nữa. Lại tiếp tục mưa các bạn. Qua không nghe thấy tiếng mưa nó đang đuổi. Mưa đang mưa đấy các bạn, mưa đuổi. Vừa nói là khô ráo và đã mưa luôn này các bác. Thì cũng vừa kết thúc cái video khoe của bác cái cây này. Một cây mà chắc có lẽ là cây mới bắt được mà rất là yêu quý. Yêu quý cái dáng, yêu quý cái dữ liệu và yêu quý cái tương lai của nó các bác. Chứ nó đẹp ngay thì ai cũng nhìn thấy rồi. Nó mà hoàn hảo ngay, hoàn thiện thì ai cũng nhìn thấy rồi. Vài vế tích cực. Quá thích. Quá thích luôn. Ok. Cảm ơn các bác nhé. Cây cối lại dư nước rồi, lại ống nước rồi. Ống nước rồi. Khủng khiếp. Sẽ có một cái video mà quay từng cây một các bác nhé. Nhưng mà tạm thời là sẽ để cái lúc mà mình dọn dẹp nó đi các bác. Sắp tới sẽ có video dọn cây này, cây kia và một số cây si nữa các bác. Rồi, cảm ơn các bác nhé.